Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Những Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh vui vẻ cũng như có được ngày làm việc thành công nhất có thể nha anh em. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu đến với anh em là tổng cộng 9 cây phô mai nha anh em. Một cây phô mai tứ quý này ha. Và 8 8 cây phô mai vàng nha anh em. Đây. Ha. Những cây phô lò xo ha. Thì đây là giảo Tân Châu nha anh em, bông rất đẹp ha. Thì một tí nữa mình quay chi tiết từng cây ha. Hình thức giao lưu cây của mình là bao ship toàn quốc nha anh em. Anh em chốt cây thì trả đúng số tiền mà mình rao bán trong clip này ha. Thì anh em nào hợp nhãn thì gọi cho mình bằng cái số mà mình dán trên màn hình nha anh em. Rồi, mình tiến hành vào cây phôi thứ nhất ha, là phôi mai tứ quý nha anh em. Đây nha anh em, tay cành rất là đẹp ha, dáng lắc luôn. Đó. Thì những cây của mình tuy không được đặc sắc lắm nhưng mà cũng thuộc trong cái nhóm hàng lượng anh em, thì nó cũng tương đối coi được và nó hợp với giá tiền á, mình mới dám lấy về mình giao lưu với anh em. Chứ hồi trước những lần đầu mình mua xô á, mua đám á, thì nó rẻ hơn mà bán không được anh em, bán không được thì lỗ luôn á. Cho nên á, giá cây của mình á, thì nó hơi nhỉnh hơn một chút so với là người ta mua từng lô anh em. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, đẹp là được rồi, ưng ý vừa hợp nhãn là được rồi. Chứ còn anh em muốn rẻ hơn cũng có chứ không phải không có đâu nha anh em. Nó rẻ hơn hoành 30, 29, 30 một chút nữa mình cũng có một phôi có 700 ngàn bạc à. Nhưng mà bán còn không được đó. Còn như cây phôi mai tứ quý này của mình đó, cũng thuộc dạng hàng sưu tầm anh em. Anh em để ý ha, lên đây thì nó phân ra làm hai cái thân mà người ta quắn lại á, ta quắn rất là nhỏ, từ lúc nhỏ giờ nó gần như là liền nhau luôn anh em. Mà nó xoắn 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 mà nó vừa lắc vừa xoắn nữa, hàng này cũng đáng sưu tầm lắm đó anh em. Đó, lên tới tuốt ở trên luôn, ôm nó quấn quýt nhau vậy đó. Ở trên này thì chưa dính lắm ha, mà ở ở dưới thì gần như là liền á, anh em coi thử ha. Thì cây sao mình quay vậy nha anh em, tay cành thì khá là đầy đủ luôn đó. Quay vòng vòng anh em xem ha, tay cành rất là đều đẹp, nó hơi tay cành nó còn hơi bẻ cong cong gần như nhạo á, mà không phải nhạo nghe nè. Sau này thì anh em có chốt cây nào thì về trước khi trồng vệ sinh cây lại nghe nè, chứ dạo này mình cũng không có thời gian để mà vệ sinh cây nữa, tại vì mình cái này bận lắm, mình mua sao mình bán vậy luôn anh em. Rồi, vào thông số ha. Cây mai tứ quý duy nhất của clip này, cây số 1 ha, là có tổng chiều cao là 105. Bề hoành ngay vạch phấn là 22 nha anh em. Giá cây này là 1 triệu rưỡi ha. Quên quay đế cho anh em xem nữa. Cây này có một cái củ đế rất là to ha. Mình thì không đo củ đế. Em quay củ đế để anh em xem tham khảo nha. Để nó như vậy nha anh em, ở dưới nó có một củ phình ra như vậy đó, và có mấy cọng rễ xung quanh. Đây đây rễ đây nha anh em, không móc lên làm chi ha. Đó, đây cũng có rễ nữa ha. Cây này á, khi anh em về trồng thì đắp chất trồng lên cao hơn một chút nha anh em ha, cho nó tới cái mặt cũ á, là rất là đẹp, nó lòi cũ lên chứ cũng không cần bươi thêm mấy cọng rễ xuống dưới đâu. Rồi ha, cây mai tứ quý thứ nhất cao 105, hoành 22, giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Cây số 2 nha anh em, là mai giảo Tân Châu ha, bông từ 8 đến 12 cánh, bông khít rất đẹp nha anh em. Tiếc là mình không có mặt bông cho anh em xem. Đây dáng cây lò xo như vậy nha anh em. Tay cành nó phân bổ cũng khá là đều ha. Phôi này mình có cắt lại thì không có để cao lắm, nó hiu nè, các hơi gom gom gọn lại ha, làm bonsai mini rồi đó, để bàn nuôi thành phẩm rồi thì chơi cây này để bàn chơi hoa Tết là tuyệt vời rồi, đâu cần cây lớn lắm. Còn đế của nó thì mình không khai thác anh em, nó chỉ có mấy cọng nó ở trên như thế này thôi. Nói chung loại giảo Tân Châu này thì ít khi nào người ta khai thác đế lắm nè. Rồi, cây số 2 có chiều cao là 45 ha.
Đó, bề hoành mình không có đo ở trong được nha nè, mình đo tuốt ở ngoài này nè. Đó, nó cách cái gốc của nó cũng có chừng gần 2 tấc nha nè. Nó đo trong thì lớn rồi, còn đo ngay chỗ này thì bề hoành chính xác của nó là 13 ha, mà đo sát của rễ có thể là 16 đó nè, nhưng mà đo không được ha. Rồi cây số 2 báo lại ha, chiều cao 45, bề hoành 13, giá 1 triệu mốt nha nè. Tiếp tục chuyển cây ha. Tục phôi số 3 vẫn là giảo Tân Châu nha em, hình lò xo nữa ha. Đó, cây này thì nó cao hơn. Đó, tay cành quay anh em quan sát ha. Tay cành nó bỏ cũng đều hết. Loại mai Tân Châu này anh em về khỏi ghép lại nha anh em. Bông chuẩn của nó là đã chơi đẹp rồi. Còn nói về phần đế của nó thì cũng giống như cây số 2 thôi, đế cũng thường thôi anh em. Vì cây này nó không có lớn lắm, cây lớn thì cộng đế mới lớn được. Cây hoành mười mấy thì kiếm đế nó nổi bành bành lên thì khó lắm. Rồi cây số 3 có bề hoành là 17 nha anh em, đo ngay vạch phấn ha, chiều cao là 75. À, giá là 1.200.000 nha anh em. Tiếp tục đổi cây số 4 ha. Phôi số 4 vẫn là hình lò xo. Nó cây này cũng có chiều cao thì nó cũng hơn nửa mét anh em. Quay cho anh em xem tay cành đang hồi báo thông số ha. Nó lắc lượng như thế đó đó, ở dưới thì có một vòng lò xo ha. Ở đây khi đào và vận chuyển cây á, thì chắc là người ta làm trầy cái lớp da bên ngoài á, người ta đã bôi keo xử lý lại cẩn thận hết rồi ha, nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây. Thì cây có cái tì vết gì thì mình báo trước cho anh em ha, chứ không có quay gian dối được, tại vì mình buôn bán trên kênh nhà mà. Rồi, và cây số 4 là mai giảo Tân Châu có chiều cao là 60 nha anh em. Bề hoành đo ngay vạch phấn là 15 cm. Cái này có trầy một xíu, bớt 100 ngàn còn 1 triệu chẵn nha anh em. Tiếp tục là cây phôi số 5 là giảo Tân Châu nữa. Cũng lò xo ở dưới ở trên là lắc lượng ha. Cây này dáng rất là đẹp nè. Nó tay cành đều hết nha anh em. Tay cành thì khá là đều như vậy đó nha anh em. Bây giờ tiến hành vào đế ha. Anh em xem thử cái cây này có bộ đế rất là hay ha. Tuy là ít cọng rễ nhưng mà nó nằm giống như một con thú nằm nha anh em. Đó. Thì nó hơi hơi lai lai thúi thôi, cho giống thú hồi chắc bị chữ quá. Và tiến hành vào thông số ha. Cây số 5 thì có chiều cao là 70, bề hoành là 14. Ha, hoành đo ngay vạch phấn không thiếu đâu nha anh em. Hoành là 14, giá là 1 triệu mốt nha anh em. Rồi, chuyển sang cây số 6. Cây số 6 thì vẫn là giảo Tân Châu. Hình lò xo ở dưới ở trên cũng lắc lượng luôn nha anh em. Tay cành thì bỏ rất là đều luôn. Đó. Nói chung là hàng này tuy là giá tiền không lớn, nó không có đẹp lắm nhưng mà hàng mình cũng tuyển rồi đó. Chứ còn hàng mua thí thí gì thì thôi mình bị dính mấy chưởng rồi. À, mà mình xin thật sự nói điều này nha anh em, là khi anh em chốt cây đương nhiên cây của mình đóng cho anh em thì mình phải đóng cẩn thận rồi đó. Còn khi ship về tới chỗ anh em á thì biết qua biết bao nhiêu shipper, cho nên nó là nếu mà trầy xước sơ sơ anh em làm ơn nhận giúp cho mình nha. Còn mà cái cây hư nặng quá thì hả gửi lại. Và cây số 6 có chiều cao là 60 ha. Bề hoành ngay vạch phấn là 14 cm. Giá là 1 triệu mốt nha anh em. Tiếp tục là phôi mai số 7 ha, là phôi mai vàng 5 cánh nha anh em. Cây này thì anh em mua về anh em muốn ghép giống gì đó thì có thể ghép ha. Còn mấy cái cây giả Tân Châu vừa rồi để gì chơi là đẹp rồi. Cây này dáng cũng rất là đẹp nha anh em. Dáng cũng lắc lượng sơ ha.
Cây này rất là già cây luôn á. Nhựa nó cũng đã phì ra rất là nhiều nè, bắn tược hết rồi ha. Cây khá là mạnh. Cây già lắm anh em, cây già giống như sù gia cốc nhưng không báo sù nha anh em, giống thôi ha. Ở cái chỗ mà mình quán băng keo đen này nha anh em, cũng nói trước luôn ha, mình có cạo rễ xuống để cho nó cắm xuống một chút ha. Cứ để vậy anh em, về trồng để vậy luôn ha. Rồi, cây mai vàng số 7, mai vàng 5 cánh, có chiều cao là 40, bề hoành là 24, ngay vạch phấn anh em. Giá cây này 1 triệu 100 ngàn. Cây dáng rất là đẹp luôn. Tiếp tục vẫn là phôi mai vàng 5 cánh, cây số 8 nha anh em. Cây này lẽ ra là mình không đem về bán, nhưng mà có một số anh em khán giả mới tập trăm cây muốn thử sức của mình, kêu mình tìm cây rẻ rẻ, thì mình cũng có lấy một lô rẻ rẻ về hoành to mà giá nhỏ nha anh em, để anh em là tập trồng phôi và tập ghép luôn. Nếu mà lỡ không may thất bại thì bỏ ra số tiền cũng nhỏ thôi, nhỏ xíu vài trăm thôi anh em, cho nên mình mới lấy những cái phôi này về ha. Chứ phôi này là mình nếu mà bán mà để mà chơi thì có thể mình không lấy, mình lấy về để anh em thử sức mình trồng thử coi, hoành to mà giá nhỏ luôn. Hoành cây này 29, giá có 700 ngàn đồng bạc à. Đó, để anh em tập ghép rồi tập trồng để không mất phí nhiều đó mà. Thì cây này nói chung dáng nó hình xiên ha, đế thì nó như vậy nè, nó không có đẹp nha anh em. Đẹp làm gì, có hoành 29, giá 700 ngàn bao ship luôn, tiền ship hết 200 ngàn rồi. Cho nên á, tính ra cái cây này còn lại có 500 ngàn à, thì mình lời bao nhiêu thì anh em nghĩ nghĩ thử xem. Rồi, cây số 8 có chiều cao là 40, bề hoành 29, giá 700 ngàn dành cho những anh em thử sức mình, thử cái khả năng trồng phôi của mình như thế nào ha, khả năng ghép như thế nào. Chuyển cây nha anh em. Và đây phôi mai vàng số 9 ha. Cây rất là mạnh nha anh em. Đó. Cây này dán lùng lực, cắt lùng xuống ha, đóng ba bo trên đỉnh thì tạo dáng cho cây. Cây này cũng hoành to mà giá cũng nhỏ luôn nè. Thì nói chung mình thấy rẻ mình mua rồi, mà cũng có những anh em mà thích hoành to giá nhỏ. Cây này hoành tới 30 lần anh em, xịt tược mạnh hết rồi ha. Đó, rễ nó thì nó như vậy nè, đế nó như vậy đó. Chung muốn hoành cỡ này mà đế đẹp nữa thì giá này thì không có nghe nè. Phôi mai vàng số 9 cũng là cây cuối clip ha. Nó có chiều cao là 38 nha anh em. Bề hoành ngay vạch phấn là 30 ha. Giá cây này 1 triệu 2. Bán là thu hồi vốn luôn đó anh em. Thì cây số 9 cũng là cây cuối clip rồi. Hy vọng là anh em xem clip á thì có hợp nhãn cây nào cứ mạnh dạn alo với mình ha. Hy vọng là được sự ủng hộ đến từ anh em khán giả mà bấy lâu nay đã tin tưởng kênh á. Thôi thì cuối clip chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.